Văn Toàn cùng câu lạc bộ mới có điểm số đầu tiên ở Hàn Quốc. Cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Văn Toàn có trận thứ hai liên tiếp được ra sân trong màu áo của câu lạc bộ Seoul Elen tại K-League 2. Chiều ngày 5 tháng 3, câu lạc bộ Seoul Elen đối đầu với câu lạc bộ Anyang trong khuôn khổ vòng 2, giải K-League 2. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không xuất hiện trong đội hình xuất phát. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được tung vào sân từ phút 65 để thay cho tiền vệ Kim Dung Hoang. Anh được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo trái khi trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1. Câu lạc bộ Anyang với lợi thế sân nhà đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 29, từ một pha phối hợp đơn giản trong vòng cấm, Jo Seong-jun nhận bóng ở tư thế trống trải và dứt điểm dễ dàng để mở tỷ số. Đội bóng của Văn Toàn sau khi nhận bàn thua đã tràn lên tấn công và mau chóng có bàn thắng gỡ hòa. Chân sút người Brazil Bruno Oliveira đã ghi bàn gỡ hòa cho Seoul Elen ở phút 35 với cú sút phạt đẹp mắt từ ngoài vòng cấm để đánh bại thủ môn đối phương. Sau khi được huấn luyện viên Park Jong-kyun tung vào sân, cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã chơi khá xông xáo. Không chỉ tấn công, Văn Toàn còn tích cực tham gia phòng ngự với các đồng đội khi thường xuyên lùi sâu để tranh chấp bóng. Kể từ khi câu lạc bộ Seoul Elen có bàn gỡ hòa, hai đội tiếp tục chơi giằng co và cầm chân nhau khi không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với điểm số đầu tiên tại K-League 2, câu lạc bộ Seoul Elen thoát khỏi nhóm cuối bảng và hiện đang đứng ở vị trí thứ 10, tổng số 13 đội, trên bảng xếp hạng. Trước đó, ở vòng 1, Văn Toàn được huấn luyện viên Park Jong-kyun tin tưởng điền tên vào đội hình xuất phát trong trận thua 2-3 trước câu lạc bộ Cheongju. Tiền đạo quê Hải Dương đã thi đấu 82 phút trước khi rời sân để nhường chỗ cho đồng đội. Ở vòng 3, đội bóng của Văn Toàn sẽ đối đầu với câu lạc bộ Jeonnam Dragon vào ngày 11 tháng 3. Đây được xem là cơ hội để câu lạc bộ Seoul Elen kiếm điểm vì câu lạc bộ Jeonnam Dragon khá yếu khi Toàn thua 2 trận đầu và đang đứng cuối bảng. Cựu sao Hoàng Anh Gia Lai có thể sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Park Jong-kyun sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.